Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, vẫn chịu tác động của gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3 nên thời tiết tại Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, trong ngày có nắng gián đoạn với nền nhiệt từ 27 cho tới 29 độ C. Vào đêm và sáng sớm, nhiệt độ chỉ còn từ 21 tới 23 độ. Hình thái thời tiết này sẽ kéo dài trong vài ngày tới cùng với cảm giác hanh khô. Từ chiều tối mai ngày 23 tháng 10, khu vực Đồng Bằng và ven biển Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Trong khi đó, tại Trung Bộ, thời tiết nhiều mây, ban ngày có mưa rào và rải rác có dông là hình thái thời tiết chung trên toàn bộ khu vực. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có nhiệt độ phổ biến từ 25 tới 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ có phần nhỉnh hơn với nền nhiệt từ 29 tới 32 độ. Từ đêm nay, khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam và Quảng Ngãi có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to và lượng mưa phổ biến từ 20 tới 50mm và có nơi trên 80mm. Còn khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 tới 70mm và có nơi trên 100mm. Dự báo từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 10, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 tới 100mm và có nơi trên 150mm. Riêng khu vực từ Quảng Bình đến Đà Nẵng phổ biến từ 80 đến 150mm và có nơi trên 200mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi. Tại Nam Bộ, ban ngày trời nhiều mây, có nắng gián đoạn và chiều tối và đêm sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Đây là hình thế thời tiết chủ đạo trên toàn khu vực trong hôm nay và một vài ngày tới. Nhiệt độ ban ngày tại Tây Nguyên là từ 28 tới 31 độ, còn tại Nam Bộ là từ 30 tới 33 độ. Trên biển và đêm ngày 22 tháng 10 ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. Sang đến ngày và đêm mai 23 tháng 10, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Thưa bà con, bệnh héo tươi hay còn gọi là héo xanh là bệnh khá phổ biến đối với cây ớt, nhất là ở các vùng có điều kiện thời tiết nóng ẩm. Bệnh phổ biến ở các vùng trồng chuyên canh hoặc vùng chuyên trồng các cây rau màu như là cà chua, cà, ớt nhiều năm. Bệnh có thể xảy ra trong hầu hết các giai đoạn sinh trưởng của cây, tuy nhiên thường gặp ở giai đoạn ra hoa, kết trái. Cây đang xanh tươi tự nhiên héo đột ngột vào ban ngày, nhất là giai đoạn buổi chiều. Vào ban đêm và đầu buổi sáng, cây xanh lại nêu bệnh nếu đang còn nhẹ và nhưng cây sẽ chết héo luôn khi bị đã nặng. Bệnh có thể gây cây chết từng chòm và lan rộng nếu không có biện pháp phòng trừ kịp thời và đúng cách. Để khắc phục, bà con cần lưu ý. Vệ sinh tàn dư cây vụ trước và luân canh với cây trồng khác, lên luống cao để đất và vườn được thông thoáng. Bón lót phân chuồng được ủ Chichoderma để đất được tơi xốp và không bị nứt khi khô. Bón phân cân đối và đầy đủ, tránh dư đạm để cây khỏe mạnh và kháng được bệnh. Tưới tiêu nước thật tốt, hạn chế để vườn quá ẩm hay quá khô. Và khi phát hiện có cây bị bệnh, cần nhổ đem tiêu hủy. Trước giai đoạn cây ra hoa, nếu vườn đã từng bị bệnh héo xanh thì cần phun và tưới phòng ngừa bằng các thuốc lưu dẫn và nội hấp như là Anfin 80W hoặc là Sapian 2SL. Và như thường lệ, sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý trên cả nước. Mời bà con cùng theo dõi.